động sản không bao giờ dừng lại. Vậy thị trường, tại sao các bạn phải tham gia thị trường resale? Giờ mình kể cho một câu chuyện rất là bình thường. Thị trường Phú Mỹ Hưng, hoặc là một cái chung cư căn hộ nào mà được rất nhiều người yêu thích, mọc lên và được nhiều khách hàng thích, cực kỳ thích ở chỗ đó luôn. Bởi vì nó có những cái yếu tố về tiêu chuẩn, ví dụ một căn hộ chung cư nó sẽ đạt được tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, 5 sao, và cái giá nó rất là hợp lý, thì người ta lại đổ dồn vô. Thì chỉ cần các bạn đóng đúng một cái đinh thôi, nhà tôi kế cái chung cư này, tôi cũng làm đâu xa, tôi đóng một cái cặp ngay tại cái chung cư A, ví dụ chung cư tên là A đi, rồi các bạn cứ ngồi đó thôi, khách ra vô các bạn sống ngoài cái resale. Tại vì trong một cái chung cư nó có 400 căn, mà các bạn ở đó thông tin các bạn là nhanh nhất, và các bạn sống resale như thế nào, bền vững luôn. Quay trở lại thị trường Phú Mỹ Hưng, 20 năm chưa bao giờ muộn. Vì sao? Vì thị trường Phú Mỹ Hưng là một thị trường cực tốt để đầu tư, tái đầu tư. Là bởi vì sao? Họ tạo thành một cái môi trường sống rất tốt. Thì thông qua cái bài giảng của Ngọc đó, thì chị sẽ bổ sung một số cái góc nhìn, nó sẽ không cho Ngọc, nhưng mà chị cũng nói luôn cái bài chia sẻ của Ngọc rất hay như các bạn, đó là tâm huyết của nghề. Thực ra nói về cái thị trường người sale thì nó thật với các em luôn, 1001 đi, chuyện kể hoài không hết. Thật sự là như vậy. Và chị dám cam đoan chắc chắn, nhân viên đi theo, nhân viên bất động sản đi theo resale, đi theo thứ cấp sẽ giỏi hơn người đi theo sơ cấp rất nhiều. Bởi vì cái bài học trong thị trường resale nó khủng khiếp lắm. Trong 18 năm chị làm thị trường resale thì nói thiệt với các em luôn, chày da chấp dãy, đau đớn, đau khổ, chu cha chửi lộn, quánh nhau đủ kiểu, cái gì cũng có. Quánh sạch đặt luôn, quánh gọi là quánh bằng cái mỏ, quánh bằng cái mỏ mà quánh, tôi nói thiệt luôn á, nhiều khi tức không chịu nổi luôn. Nhưng nó dạy cho chúng ta rất lớn. Vậy bước kết lại trong 18 năm resale, chị nói thiệt với các bạn, chị hận resale luôn. Chị hận resale luôn. Chị hận resale là chị biết đơn giản thôi. Chị hận resale là bởi vì con người trong resale nó quá khủng khiếp, mà chị là không thể nào đi theo cái sự gian dối được. Chị là nếu không có sự chính trực, trung thực thì chị không làm. Thậm chí chị bỏ khách luôn, chị không làm giàu với những cái cách đó. Nhưng mà người ta làm sao với chuyện người ta, khách nào lừa đạt bỏ, khách nào phải chớn bỏ, tiền không thèm bỏ. Tự nhiên cái dòng năng lượng khách dễ thương tới với mình, không giàu với cách đó, mình không chọn. Thực ra các bạn phải nhớ, trường năng lượng của các bạn rất là quan trọng. Các bạn như thế nào, khách hàng như thế đó, doanh nghiệp như thế nào, cá tính của một người chủ doanh nghiệp như thế nào, thì khách hàng của doanh nghiệp đó y chang. Cái này rất là quan trọng trong nghề. Đây là sau lúc kết mà chị cảm nhận luôn. Ví dụ như chị đi bán hàng trong Novaland, chị xin lỗi các bạn luôn á, chị có bao giờ chị bán hàng sơ cấp đâu. Chị chưa bao giờ bán hàng sơ cấp nhiều, tại chị làm phút mấy 8 tháng mà. Và sau đó là cái thị trường nó thay đổi rất là kinh khủng. Chị không bao giờ nghĩ rằng chị vô Novaland chị làm sơ cấp, mà chị trở thành một người bán hàng sơ cấp rất khủng khiếp luôn. Thì chị rất biết ơn là vì chị nắm được tâm lý của khách hàng, resale rất tốt. Đó, sau đó cái mình nhìn ra được những cái quá trình mình đã trải nghiệm trên thực tế. Thì các bạn nhớ nè, không có bể đầu xích tráng thì mình không biết tại sao mình bị bể đầu, để lần sau đừng bể nữa. Nhưng mà chị thấy rất nhiều bạn làm resale bể đầu cho bể hoài, bắt đầu ngồi cái tại không có duyên với mình. Không phải, tại vì các bạn có bài học nhưng mà các bạn không bao giờ thay đổi. Vậy thì trường resale các bạn có thể sống cả một đời luôn, các bạn không bao giờ đóng. Quan trọng là trong cách làm của bạn. Thì sau rất là nhiều chia sẻ của Ngọc đi chăng nữa thì nó sẽ chiếm khoảng độ là 20% về kỹ năng, về tất cả. Nhưng 80% đó chính là cách của các bạn vận hành nó như thế nào, rất là quan trọng trong này. Thì chị cũng xoáy thêm cái câu hỏi đi, là tại sao nên tham gia thị trường resale. Điều thứ nhất, thị trường resale sẽ không có tiền nhiều bằng thị trường sơ cấp, đúng không các bạn? Nhưng chúng ta không mất thời gian nhiều cho thị trường resale, bởi vì nó hiện hữu. Khi chúng ta bán, nó đang hiện hữu và đang được xây dựng. Có thể là những cái người bán resale là bắt đầu là chủ đầu tư, họ bắt đầu xây dựng cho tới khi họ bàn giao nhà,
thì nó sẽ có những cái phân đoạn. Thực ra thị trường resale nó rất rất là rộng như các bạn. Ví dụ như 6 tháng xây cái gì, 12 tháng xây cái gì, 18 tháng xây cái gì, 2 năm và tới thời điểm bàn giao nhà, và tới thời điểm nào là thời điểm đầu tư tốt nhất cho khách hàng đầu tư về thị trường resale thì nó rất là rộng luôn. Bạn Ngọc nói luôn chứ còn trong buổi sáng nay mà bạn Ngọc nói được hết đề tài này là chị khen bạn sức phụ của mình khó lắm. Thị trường resale là phải mất cả tháng mới nói xong luôn đó các bạn, chứ còn thị trường sơ cấp rất là dễ nói, rất là dễ chứ không khó. Nhưng thị trường thứ cấp thì khó. Vậy cái resale nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái sự hình thành và phát triển của một đô thị hoặc của một căn hộ chung cư. Chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để chúng ta nói, và trong quá trình làm cái thị trường resale chúng ta sẽ biết được chủ đầu tư nào là chủ đầu tư tin cậy. Vậy chị cũng có phải chia sẻ thêm một góc nhìn của chị nữa. Khi chúng ta bán bất kỳ một cái bất động sản nào, chúng ta hãy biết được cái giá trị tiềm năng tăng giá bất động sản dựa trên những yếu tố từ sơ cấp đến thứ cấp như nhau. Đầu tiên chúng ta là yếu tố gì? Chủ đầu tư. Sau đó là cơ sở hạ tầng, và cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng tiện ích họ xây dựng cái gì. Vậy thì từ một cái nhỏ đến lớn nó đều căn cứ trên ba yếu tố đó thôi. Vậy cái yếu tố quan trọng nhất đó là chủ đầu tư. Chúng ta phải làm thị trường thứ cấp với những chủ đầu tư quyền vĩnh bắt buộc. Còn đối với lại những dòng bất động sản, ví dụ có nhiều bạn là chọn cái phương án, nhiều khi mình không biết được cái duyên của mình, vô mình bán nhà phố đi, hoặc là nhiều bán nhà ngoài đi, hoặc là tất cả đi. Thì trong cái thị trường nhà ngoài nó sẽ có phân khúc thị trường nhà ngoài, các bạn nó sẽ có kinh nghiệm của các bạn sẽ có sự kết nối. Nhưng một cái điều luôn chị cũng nói với tất cả bạn luôn, càng ngày chính phủ nhà nước của mình thông minh càng rõ ràng. Tại vì sao? Bây giờ mình public bằng cái hệ thống gọi là online. Nếu có gì có hết trơn, bây giờ chủ đó có nguyên mặt như thế nào, tất cả các app nó có luôn, các tỉnh thành luôn, hoặc là những cái đô thị nó đang phát triển sẽ có hết. Quan trọng là gì? Các bạn phải chịu khó, nhấc cái chân lên và đi hỏi. Càng hỏi nhiều các bạn sẽ có càng nhiều thông tin và các bạn sẽ hiểu nó ở đâu. Bởi vì luật nó có trên mạng, luật nó có trên app luôn, luật nó có luôn tại cái văn phòng luôn. Các bạn phải chủ động đi làm. Các bạn đừng nghe người này người kia, tại vì làm sale là phải chủ động. Nếu bạn nào không có tính chủ động thì các bạn không bao giờ làm được cái này. Thật sự mà nói thì chị cũng chia sẻ lại là nếu mà nói về tại sao chọn resale thì nó còn 1 tỷ nữa. Là nói chung resale là sống hoài không bao giờ hết tiền. Cứ cắm cái đầu mình vô ngay một cái chung cư, ga vô. Tại vì sao? Nhu cầu ở có không? Có. Thuê có không? Có. Tất cả có luôn. Nói chung là cái sự bền bỉ và kiên trì của các bạn trên một dự án nào đó đừng thay đổi, nhất là đi theo thị trường resale. Thị trường resale nó khác sơ cấp, vô cùng khác ở chỗ là gì? Đừng dịch chuyển. Tin chị, đừng dịch chuyển. Ví dụ tôi thích Alpha City, tôi sẽ bán resale Alpha City. Vậy chị biết Alpha City không? Tại vì sao? Chúng ta sẽ tập trung mọi thông tin, tất cả chúng ta gom lại hết. Và giờ tôi bán cái căn hộ ở quận 2, ở đảo Kim Cương. Và tất cả những cái căn hộ nào trên đảo Kim Cương tôi chỉ làm trên đó thôi. Tôi cho một cái khu vực khác, đẩy cho bạn khác làm. Các bạn hiểu không? Tại vì cái thị trường resale chỉ cần các bạn nha tham thôi, nhảy qua một cái mất thông tin bên này liền ngay tức khắc và mất luôn khách hàng. Tại vì chúng ta chạy thị trường cũng giống như chúng ta chạy online marketing quảng cáo y hệt luôn. Chúng ta marketing thì chúng ta cũng phải có cái thị trường marketing của chúng ta. Tự nhiên bây giờ có những bạn là tạo ra những cái trang, ví dụ như chị bán căn hộ Hưng Thịnh của chị đợt vừa rồi ở Q7, thì các bạn đó chỉ bằng Q7 thôi, các bạn biết không, một ngày bạn ký mấy cái hợp đồng cho dù thị trường đang chậm. Tại vì sao? Tập trung toàn tâm toàn lực, và thậm chí luôn bạn bán bằng cái tình yêu thương mình vô mình deal, mình không nói được lời nào luôn. Mình cảm thấy là bạn này quá ok, và mình thực sự mình rất là chúc mừng cho bạn, là bởi vì bạn đi vì sao đúng. Tại vì khi bạn tập trung một cái dự án, chúng ta chỉ yêu một người thôi, thử luyện có 2 bộ đi biết liền, đúng không? Thử quen 1 lần 2 con hoặc 1 lần 2 thằng cầu luôn nó vỡ đầu. Tại vì sao? Thằng này nó thích cái gì, cái nhiều khi là cắn lộn đầu. Nó chết cha, cái này là sở thích của thằng cha này. Tự nhiên mà lấy cái sở thích cha này là quẩy đi, tôi nói quẩy đi, chứ quẩy đi, đúng không các bạn? Nên chúng ta làm gì cũng vậy, đặt
cho mình cái tâm huyết của mình xem của một dự án, và đặc biệt phải biết rõ về pháp lý hoàn thiện như thế nào ra sao. Và để biết được nó thì chúng ta có tất cả các cơ quan hành chính bộ phận liên quan chúng ta được quyền hỏi, đúng không? Chúng ta có thông tin rõ ràng, và đặc biệt luôn làm resell phải có cái tính này, đó là tham nhũng. Tham nhũng ở đây là gì? Không phải kiên nhẫn thôi, chúng ta phải chậm nhẫn nại, cũng không phải là nhẫn nhịn nữa, chúng ta chậm lại để chúng ta đi tìm hiểu thông tin cho chắc. Và chúng ta được quyền nói với khách hàng là nếu là một người khác vội chốt, đó là việc của họ, nhưng vì mức độ an toàn của anh chị, em phải hỏi cho anh chị.